tin sóc đây, cách để những món quà này thuộc về các bạn mà các bạn không tốn một xu nào hết. Cặp phụ ni trong DNA xám, ti vàng, nét như sao đi, nhúng êm như là kim đan, có thêm tăng chỉnh cho các bạn nữa. Sướng chưa, sướng chưa. Món tiếp theo sẽ là bao tay X1G kèm với lại ruột êm đẹp bền gắn lên xe là bao chất lượng. Tay thắng CNC tích hợp thêm chế độ chỉnh tay thắng xa gần phù hợp với nhiều dòng xe khác nhau. Còn nếu như anh em đi xe số xe công tay thì không nên bỏ qua em này. Wow. Combo nhông sơn dĩa X1G sắc nét đến từng chi tiết. CNC hoa văn đẹp mắt, êm ái bền bỉ, màu sắc vàng đặc trưng, đẹp miễn bàn. Còn có một năm sử dụng nhớt Repsol Master MB nữa, tương đương với lại 4 chai. Chiến này là tha hồ mà bác phố, không lo về thay nhớt. Rồi bây giờ các ông đang thắc mắc cách làm sao để có được món thứ nhất, món thứ hai và món thứ ba đúng không? Đó chính là theo dõi buổi livestream vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ bảy, tức là ngày 18 tháng 11 trên phở bò của chúng tôi nha. Shop Hai Bánh vừa mới có thêm đại bản danh thứ 17. Còn nếu anh em nào muốn tham quan mua sắm thì đảm bảo sẽ có những món quà bất ngờ dành tặng cho anh em. Trong 4 ngày toàn là vật phẩm xịn để anh em rinh về nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em vào ngày thứ bảy 18 tháng 11 nha anh em.